Nhà đất quận 12, kính chào quý anh chị cô chú thân thương đã quay trở lại với kênh Nhà đất quận 12, chuyên bán nhà và đất ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Lời nói đầu tiên em xin chúc cho quý anh chị được nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Sản phẩm của em hôm nay là một căn biệt thự vườn nằm ở phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Căn biệt thự của chúng ta có diện tích là 1.252m², thổ cư là 600m². Và căn biệt thự của chúng ta nằm cách sông Sài Gòn khoảng 60m. Và vị trí căn biệt thự cách ngã tư ga khoảng 1,7 km và cách sân bay khoảng 9 km. Với diện tích 1.200m², khuôn viên đất của chúng ta là một khu vườn và một cái hồ sen và hồ bơi rất là rộng rãi và thoáng mát. Và được chủ gửi bán với giá là 19 tỷ. Giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ và chủ nói sẽ bớt cho quý anh chị thiện chí. Với một căn biệt thự mái thái nóc chữ A với diện tích hơn 200m² và một căn nhà mát, hồ bơi và một cái ao nuôi rất là nhiều cá, chúng ta có thể làm chỗ nghỉ dưỡng vào dịp cuối tuần hoặc làm tiệc BBQ ngoài trời thì rất là tuyệt vời. Hoặc là chúng ta mua để ở, từ vị trí căn biệt thự chúng ta về tới trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng hơn 8km hoặc là 25 phút đi xe máy. Xung quanh căn biệt thự toàn bộ là mảng xanh, không khí rất là trong lành và yên tĩnh, rất thích hợp để làm nơi nghỉ dưỡng. Với diện tích hơn 1.200m² và chủ gửi bán với giá là 19 tỷ, giá này chủ nói sẽ bớt cho quý anh chị thiện chí. Có một bậc mí là lô đất của chúng ta cách sông Sài Gòn khoảng 60m và trong tương lai sẽ có một con đường từ trung tâm quận nhất lên tới Củ Chi. Lúc đó căn nhà của chúng ta sẽ lòi toàn bộ ra mặt tiền hết và giá trị căn nhà sẽ tăng lên rất là nhiều. Nếu quý anh chị quan tâm tới căn biệt thự thì cứ nhanh tay điện thoại cho Phúc theo số điện thoại góc màn hình để tới xem trực tiếp căn biệt thự và sau đó chúng ta sẽ gặp trực tiếp với chủ để thương lượng về giá. Video review căn biệt thự 1.200m ở phường Thạnh Lộc, quận 12 của em đến đây xin tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau. Quý anh chị nhớ đăng ký kênh để nhận được những thông báo về giá nhà và đất ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau.